quá cọp anh pha đâu anh em ơi, cọp quá cọp. Xe này của thằng em nó lấy cái chia lại cho phép, hôm nó nói vỏ còn cặp mà chủ như ta thay đậu nó nứt quá trời nè anh em, dòm nè. À, mở bẩn nè, quay trong chơi nè, thấy đẹp quá thích, quay review rồi chơi trong. Ê coi coi cái áo này đúng rồi đó nè, đúng 2-5 luôn, 2-5 luôn nè, ghê trời đẹp quá. Còn mới cái bẩn là mà nó mới gì nè anh em, dòm bẩn mà nó mới nè, độ mới đó nè ha, đã thiệt. Ồ giời nè, xe đẹp mà anh em ha, từ từ mình làm gấp đẹp quá. Video chủ yếu là chất lượng trong cái xe thôi, giờ đó cái này mà chùi ra lau xương cái sườn đẹp quá. Ôi ôi nè, để chút nữa cái mình vô dầu nè, xích dầu vô cái từ từ cái bợn cái bụi anh em nó xích ra nha. Trời ơi nó cũ đời nè anh em, nó mới nè nè. Đó anh em có tin là theo xe không đó, mà ốc chưa mở nha, ốc mà nhỏ lắm. Trời ơi nó đẹp quá trời, cái sườn đá 2-5 hết trơn, đồ 2-5 thì còn cái cần nè nè, còn lá cần nè, trời ơi cái xe nè, xe này mà anh em mà biết chơi xe vậy thôi, con bu chưa mở luôn nha, con bu chưa mở luôn, hôm nó có báo em rồi mẹ mua, bữa nay cái mở bẩn quay gặp thấy không chưa mở luôn hả, chưa mở luôn dữ thiệt, đẹp nè. Thầy là bây giờ thắng nè, lấy men ốc này bỏ vô cốp đi, để hồi cái anh lỡ suýt cái nó bay mất hết ốc ghim nữa không, để cho nó chặt, nó chưa mở xúc bắp chưa chỉnh anh em, chưa chỉnh ha, hết tí cái đầu bò nó phơi. Phơi lắm mấy cái chấm này, hãng nó chấm á, hồi gòn nó cái gò gò mà săn đúng nó là gì đó nè, đúng viên nó gì đó, nó một miếng giấy với một miếng cầu mũ gì đó. Vừa có mở ra nó khăn nè, đã con này hổm chưa về em đăng quá trời anh em hỏi luôn, bữa nay mới về em lúc nào cũng ưu tiên anh em bên YouTube trước, giò đạp nó đẹp nè, à có giò đạp đó nè, kiểu như chưa từng đạp vậy đó, ưu tiên anh em YouTube trước, anh em YouTube dân chơi chính hiệu, anh em YouTube là máy đỉnh. 205 cái gấp đó nè, hết có biết không, người ta con này chỉ tiếc mà cặp vỏ thôi hả, giờ mình cầm đó nè, ghê thiệt. Cái bô nè, cái bô nó bị bít đây nè, bít lỗ nè, em thấy không đó, bởi vì hồi mình gặp phải thông qua ngang, thấy không anh em, không thông á thời gian sau nó mục đó, nó động nước đây đó, nhà có cái xe nhất là cái dòng xe này với khu chờ đó, để ý em mấy chỗ đó ha, quá trời cái đèn ngầu ngôi hết, có biết cái đèn nó đẹp đó, zin theo xe nha anh em. Từng chi tiết luôn, chỗ chắc không chắc gì mình cũng quay hết cho anh em coi. Trời ơi nè, chẳng ba nè, để vừa quay vừa chụp hình luôn. Rồi, đi rồi sườn nè, tại mới về rửa được ở ngoài mà không có tháo bẩn ra à, thật ra nó còn dơ quá trời luôn ở trong này.
con, vịt con nhìn đã ha. Em nhìn vịt con này hoài, em nhớ hoài. Em nhớ lúc mà bán cái tiếp cho anh đó, anh điện là anh la em quá trời, la làng quá trời luôn. Ông nói chú bán chú bao tôi xe Vin mà hả con hả, à, con dư lòi ra tùm lum hết trơn. Em cũng hết hồn rồi, tại vì rất ít mà tới bán ba mấy củ mà. Nói trời chết rồi anh ơi, sao kỳ vậy? À, đâu rồi anh kết bạn Zalo, anh gửi em cây con vô. Ông chụp cái này nè. Trời ơi mình nhẹ cái phào liền đấy. Trời ơi, cái đó chỗ đó mà nó, chỗ đó mà nó không lòi chắc em lòi quá anh ơi. À, chỗ đó mà không lòi chắc em lòi thiệt á. Rồi à, em mới giải thích đấy, tại vì nó vậy đó nhà anh. Cái miếng con đó mà nó không dư là mới là, mới là có vấn đề nha. À, anh cứ kiểm chứng, anh coi cho anh em mình có cái xe nào ít ít hay là pha giống vậy đó. Anh coi, anh coi là anh thấy nó dư giống vậy không đó, rồi anh em mình nói chuyện tiếp. Rồi sau rồi cái đầu là im ru luôn đó. À, im ru luôn, im ru luôn chứ không phải là mệt rồi. Rồi từ đó về sau hình như là mua của em là xe cũng nhiều lắm, người ta quay lại ủng hộ mình rất là vui. Mình đã làm ăn đâu đó đàng hoàng em ha, được ta tin tưởng. Mặc dù á kêu là 10 trên 10 thì chắc lo không nổi đâu đó, nhưng mà cỡ 8-9 trên 10 thì chơi được á, lo được cho anh em được đó. Chứ 10 trên 10 không nổi đâu, cỡ 8 đâu được, chứ làm sao mà quá trời đợt coi cái đồng hồ đẹp, làm sao mà tránh khỏi sơ xuất hả. Tại vì đôi khi trong quá trình phục vụ á, à, em chưa hoàn hảo cái nào á, mong anh em thông cảm chứ cũng khó lòng mà hoàn hảo hết được lắm anh em ha. Hết với cái cụ đề của nó. Bây giờ có nét hàng hà nó, xe cũ nữa vậy đó, gỡ thì ở ngoài ở trong á nó dơ vậy nó mới đã đó. Vậy mình vô dầu nè, hết biết cái giờ thắng rồi, rồi thắng Vin thao xe nha. Bo bô là chưa thấy dấu mở luôn, hai bên đều gan nha, nghe đẹp đó. Chụp hình quay cho nó đã. Bởi vì nói chung chứ nhiều anh em tánh nóng hoặc là vội vã quá thì nhiều khi thấy em quay lâu quá cũng không thích, nhưng mà cũng là nhiều anh em lại thích tính chậm rãi từ từ với cái tính kỹ lưỡng của mình. Chứ bây giờ anh em thử thời bỏ ra 40 củ mua chiếc quay, 30-40 củ mua chiếc quay mà có mấy tấm hình nó cờ lơ nó kêu chốt online như em là em không chốt rồi đó. Bởi vì em hiểu mấy anh chứ, quá trời cây bô rồi, cái bô này mấy như cây kiếm luôn. Ừ, chàng ơi cái này nó dễ, nó dội lên em tưởng rồi nó chạy gan anh em thấy không, em che đây nè, không anh mất tiêu nè. À, nó dội lên á, nó dội cái dưới lên mà như là chạy gây cho nó bóng đó, anh em quay ra hết ha, thấy không, hết biết chưa. Em dòm trên cái điện thoại á, cái đầu nó sao nãy nó đẹp quá mà sao chạy nhiều đi, ai về đâu với anh em khiếp hồn chưa hả. Đó cái này nó dội lên nè, bóng nó cỡ đó đó. Hả, thấy không? Quá trời luôn, cái chắc nhôm nó phê. Anh em mình một cái giò số nè, anh em mình cùng đam mê cùng tần số đó, nói tới đâu là hiểu tới đó. Còn nhiều khi mấy anh em không hiểu á, ôi hôm nay em quay cái xe từ năm 2005 tới giờ
xe đồ cổ cũ mềm 20 năm mà cứ khang nứt lời ha. Đó, còn như anh em mình đam mê với nhau, nói với nhau nó phát một hiểu liền. Phái chứ, lâu lâu mua xe đẹp lắm ha chứ. Bẩn của nó nè. Bẩn trùng đát hết trơn luôn nha. Quá tuyệt vời. Đó, cầm của nó nhìn phơi thiệt. Quá đã. Ây lên máy cả nha anh em. Người chơi xe thích nhất là khúc này nè. Và con xe này em chắc cũng không gắn bẩn đâu nha anh em. Em để gì đó rồi. Anh em lại coi à. Em dắt ra đây nè. Mời anh em lại ngồi cà phê. Dắt xe ra vậy đó cho anh em coi chơi. Em không gắn bẩn, em cũng không có bắn dặm gì hết trơn á, sao để nguyên vậy đó. Đó. Xấu ra xấu, đẹp ra đẹp. Quay lường quay lóc. Đó. Anh em nào cảm thấy mà nặng nề chi tiết nào với mình quá thì mình đợi xe khác ủng hộ đó, hoặc là giá cả nào chưa có hợp lý, chưa phải chăng hay thế nào đó. Còn như anh em nào mà thấy phù hợp thì mua thôi, chứ em không có nhiệm vụ phải giấu nữa. Em nói em quay phim là em quất nốt, em quay nốt hết à, tại vì có nhiều người ta hiểu đó. Ta hiểu xe dụ như xài lâu năm thì chỗ nào chi tiết nào nó bị tác động nhiều, rồi nó cũ nó chày nó phải chịu. Chứ nhiều khi cái lượng máy mà kêu như xe mới vậy sao mới được, phải không? Đó, thì anh em nào cảm thấy nó đúng, nó bình thường, đúng chất xe, đúng chân, đến với em. À, cái dây yên này lọt rồi nha. Con này bị mất vỏ. Mất vỏ, mất lọt dây yên rồi. Ông xin vẽ thì em chưa có coi, không biết là mà còn zin không nữa. Nhưng xin vẽ thì chưa có biết nữa. Để lấy chìa khóa mở ra. À, trắng lấy chìa khóa 10 mở nhông xin vẽ giùm anh đi trắng. Lỡ rồi anh em ơi, gắng gắng đầu tư theo dõi anh em ha. Mua được con Alpha này về đậu vậy đó coi chơi được không? Gắng vậy chứ. Để cho trắng mở ra anh em coi ha, mình ngắm cũ máy này chơi lại gai đi, có cái đâu gấp. Cứ từ từ thôi. Phê. Ơi, phê quá à, dợp này nè. Cái này á là nó mọc tự nhiên. Cái điều đáng nói là mọc tự nhiên. Em không có rửa, không có sử dụng hóa chất gì hết. Đó, chỉ rửa và xà bông. Và cây bà kẻ đánh răng của mình á. Đó, nha anh em ha. Đó, bởi vì anh em yên tâm thì không có dùng máy chà, không có dùng cái gì hết. Đó. Này nó dính gì á. Đem ra ngoài đi, để nước nó nhiễu. Ôi giời ơi. Dễ chưa mở luôn nha. Bởi em nghi lắm mà. Xe ba mươi mấy ngàn là dễ chưa mở nè. Anh mượn coi. Ủa? Bắt anh Thái Lan hả? Sai rồi anh em ơi. Xong rồi cái anh thấy thế nè, anh em coi video nha. Thấy cái này đó, nó còn luôn nè, nó chưa có mà ấy luôn nè, mà xong rồi cái dĩa bên Thái Lan ta. Ừ đúng rồi anh em ơi, xe này xe dĩa còn luôn á. Mình quên cho anh Pha này, mình mở rồi mình quên cái dĩa nó ký hiệu gì ta. Phu trời là phu tu. Thôi cứ cậy đi nha Nam ơi. Đó anh em cứ coi giống như video vậy đó, rồi đó là mình kiểm chứng mình thấy được không được đó là mình tự quyết đi. Đó. Chứ em thấy ốc nè, mấy anh đây này, anh em dòm tiếp em nè. Em quay tới đây cũng nhiệt tình lắm rồi đó. Đó. Chứ xe thì ta quay cái sớ cái sớ cái sớ là nó kêu anh em chốt, còn ra em chơi với anh em là sạch ruột luôn. Sạch ruột đồ lông đau luôn. À
anh em thấy khoái thì ủng hộ em ha. Con này em bán cho anh em giá 39 củ. Rồi, số thằng Tài nha. Anh em được kêu lên xuống nữa. Lên xuống là ổng hên đó, chứ để số thằng Tài đó nha.